Rồi, chào mọi người. Thì hôm nay Bảo sẽ làm một cái video clip nói về cái mình có thể gắn một cái mặt nạ ở trên xe nhưng mà không cần khoan, tại vì khoan thì nó sẽ hư mủ. Thì đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị là một cái mặt nạ. Thì mình mới mua cái mặt nạ này thì giá là 50.000 đồng và mình sử dụng một cái loại keo là keo Apollo, nhưng mà các bạn lựa là màu đen nha. Màu đen nó sẽ tiệp màu với cái phần này, nó sẽ đẹp hơn. Và sau đây thì mình sẽ tiến hành gắn vào cho các bạn xem. Thì đầu tiên thì chúng ta kê vào và xem cái mặt tiếp xúc của nó ở bên trong là cái chỗ nào để chúng ta chấm keo cho nó chính xác hơn, để nó không có bị tại quầy ra, đúng không? Thì khi mà mình đo rồi thì nó sẽ thường nó sẽ tiếp xúc cái phần này và những cái phần này đó, đây đây và đây. Thì các bạn sẽ chấm keo vào ba cái điểm này, nhưng mà các bạn làm cho nó gọn thôi để nó sẽ bị lây không đẹp. Đầu tiên mình sẽ lau cho nó thật sạch cái phần này ha, để cho nó dễ ăn keo hơn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành chấm keo vào đây ha. Tém cho nó gọn lại bớt. Cái phần ngay phần này chúng ta cho nó hơi dày dày một tí, thì cái phần này nó hõm lên á, cho nên các bạn cho nó dày lên thì để chỉ cần áp vào là nó sẽ dính cái keo đó thôi. Xong thì chúng ta sẽ làm đưa vào. Thì khi các bạn canh thì các bạn cho dựng chống đứng rồi ha, dựng chống đứng lên xong cái mình canh nó sẽ dễ hơn, nó sẽ ngay chiếc xe hơn. Thì cái phần này thì nó sẽ tiếp giáp vô đây. Ta chịu khó giữ một tí cho nó khô keo, thì mình nghĩ cái cách này thì nó sẽ hiệu quả nhất. Thì cái mặt nạ này, ốp đầu này thì mình có mua của một bạn ở trên mạng, trên diễn đàn á, thì mình thấy cái này 50.000 thì nó cũng khá đẹp, nó cũng khá tốt. Thì các bạn có thể giữ này trong vòng khoảng 2-3 phút gì đó cho keo nó khô lại bớt. Keo nó khô thì nó sẽ giữ lâu hơn, tại vì cái keo này nó chống nước luôn, thì khi các bạn rửa xe này kia thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng gì đến cái độ dính hết. Còn các bạn cái thứ nhất thì các bạn hôm qua các bạn đó có cho mình keo hai mặt đó mình dán, nhưng mà keo hai mặt dán thì cái thứ nhất nó tiếp xúc
nó sẽ không có nhiều. Và thí dụ như các bạn chỉ thời gian ngắn thì các bạn đi về trận mưa, hoặc là các bạn rửa xe thì các bạn sẽ bị tróc đi, nó không có giữ được lâu. Còn nếu không thì các bạn khoan mũ, thì khoan mũ cái thứ hai nó sẽ mất thời gian, và chiếc xe ví dụ như sau này mình không thích mình gỡ ra thì nó sẽ bị không có đẹp, nó mất thẩm mỹ. Thì đây là mình nghĩ là một cái cách nó cũng khá là tốt. Thì các bạn ví dụ như các bạn có gắn này, bạn canh cái lằn này nè, nó sẽ đi theo thẳng xuống cái lằn của cái kính này, mình nhìn thì mình sẽ thấy cái lằn thẳng đó là nó ngay rồi. Xin cảm ơn các bạn, nếu mà các bạn thấy clip có hay thì các bạn like và subscribe nhé. Cảm ơn ạ.